Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là lốc điều hòa tháo máy, hay còn gọi là lốc bãi, của xe Kia Morning, sử dụng từ đời 2004-05 đến 2007. Đây là hình ảnh tổng quan của chiếc lốc sau khi được tháo máy xuống. Đây là lốc bãi anh em nhé. Cái đời này thì anh em lưu ý một chút này. Cái mặt bích của nó thì nó bắt một khối vuông này. Đây, anh em có nhìn thấy không? Một khối vuông này bắt bằng 4 ốc lục giác, bích ra, bích vào. Đây, lốc này là nó bắt bằng ba tay treo này, ba tay treo vào lốc máy, hai tay dưới và một tay trên. Buli của nó là chạy 4BK. Buli của con này hàng tháo máy khá là đẹp. Đây, anh em nhìn nhé, không bị xước sát gì. Lốc chưa hề qua lướt. Tức là nhìn lướt thì các cái đầu ốc này, anh em nhìn cái đầu ốc này nó sẽ có vết vặn ngay. Đây, hôm nay là em chọn lựa để gửi tới một bác khách hàng thân thiết của bên em. Đây, sản phẩm đây được tháo máy này, Hàn Quốc này, của bên HMC cung cấp. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.